hôm qua mới săn được ít combo cà phê uống Tết mà nay đã nhận được rồi. Nhìn thùng hàng bự thiệt bự luôn, hồi học khui ra thử có gì hay ho không. Ồ, mở ra cái thấy Tết liền luôn mấy bồ à. Công nhận sắp đóng gói cẩn thận mà xinh ghê á. Là có một tờ thư nhắn gửi riêng cho mình, bên sau là một câu thông điệp về Tết, còn có cả tờ hướng dẫn pha cà phê ngon nữa, sắp chu đáo quá. Mình đặt hai combo cà phê với một cái phin riêng nên được hai cái túi thơm và ba cái phin luôn nè. Mình chọn mỗi cái mỗi màu cho nó full topping. Ôi, sắp có tặng ba lì xì nữa, cân mất chừng. Combo đầu tiên tên là thông điệp sức khỏe, bao gồm một túi Arabica, một túi đề cáp, một cái phin nhâm cao cấp và một cái túi thơm. Loại này mình mua cho anh người yêu vì ổng bị đau dạ dày nên chỉ uống được mấy loại ít caffeine thôi. Ôi, thơm quá mấy bồ à. Arabica cầu đất thì thơm khỏi nói, chắc sắp mới xay nên khui phát, thơm ghiền hết sức. Combo tiếp theo tên là thông điệp thịnh vượng, đây tất nhiên là phần của mình rồi, hi hi. Combo bao gồm hai túi cà phê Việt Nam Specialty, một cái phin nhâm cao cấp và một cái túi thơm. Loại này nghe sắp bảo mới ra nên mua về thử xem sao. Ủa, còn cái gì ở phía dưới nè? À, một cái túi sách đựng quà Tết, nhìn thiết kế đơn giản mà đẹp ghê á. Cũng rất là bự và chắc chắn luôn, để bỏ cà phê vào thử xem sao. Bạn thấy sang không? Này, sách đi tặng thì tuyệt vời. Thôi, mình review đến đây thôi nha. Nào, dùng thử sẽ review tiếp về hương vị. Bye bye mọi người.